Mình sẽ kể lại là cái đoạn khúc mà Lôi là chú được chú Linh ôm chạy đi một phía Tây, còn cô Tiên là từ từ bước về hướng Đông. Đấy. Thôi nói đi. Đấy, xong là nói đi. Lôi gào: "Cô Tiên, cô Tiên ơi, cô Tiên." Cô Tiên không kìm được. Anh, đừng đây. Cô Tiên không kìm được cảm xúc, quay ngoái đầu trở lại cũng bật khóc: "Lôi, Lôi ơi." Thế là hai người chạy và dâm vào nhau, ôm nhau đứng ở trước cửa, đúng ở trong cái video đúng không? Đây là kể chuyện thôi, mình xem video này là kể chuyện như thế thôi, nói cho nó chân thật và cuốn hút thôi. Đấy. Các bạn đang bảo là nói kiểu giọng cải lương này. Đấy. Ê, thế là ôi cô Tiên đi. Ừ. Đấy, đấy. Thế là chạy ôm chầm lại: "Lôi muốn ở bên gắn cô Tiên." À nhầm. Đây. Lôi bảo lúc đó Lôi bảo: "Lôi muốn ở bên gắn cô Tiên." Cô Tiên bật khóc và trả lời: "Cô cũng vậy Lôi ơi." Thế là cô Tiên không thì anh làm tiếng cái đoạn video của anh làm kênh kín đây. À thế là đấy. Cô Tiên đưa Lôi về nhà ngày hôm qua. Kể từ đó đu đêm tập 1 ra đời. Sao mà cười nhá? Đứng ở trên live mà cười.